Serum Vitamin C, Ninja Dark Spot Solution hay Powerful Strength Line Reducing Concentrate Serum. Thành phần chủ chốt của chứa vitamin C ở thế hệ mới giúp C đi vào các tầng sâu hơn của da ở cấp độ biểu bì lớp A, giúp loại bỏ lớp da thô ráp và thông thoáng lỗ chân lông. Nhưng cả hai thành phần trên đều không nêu rõ phần trăm, thì theo phỏng đoán là phần trăm C và bác A khá thấp. Kết cấu lotion mỏng nhẹ, sản phẩm có cả phần khô. Tuy nhiên khi sử dụng thì mình không hề thấy mùi cồn, da không hề cảm thấy khô, sản phẩm có mùi hương dễ chịu và tự nhiên nha. Với sản phẩm này thì sẽ dành cho những cái bạn thích sự dưỡng da chậm rãi và thư giãn, không muốn da căng thẳng bởi bất cứ thành phần hoạt tính mạnh và cao. Cái tên này thì bạn có thể thấy hãng nhấn mạnh về độ mạnh mẽ của em này rồi ha. Sản phẩm chứa đến 10,5% vitamin C nguyên chất và 2% CGAHA giúp cấp ẩm hiệu quả cho da. Ngay khi sản phẩm chạm vào da thì bạn sẽ cảm nhận liền một độ ấm khá rõ. Sản phẩm sẽ cho cảm giác như có một lớp dầu mỏng nhưng không hề nặng mặt tí bắp. Tuy nhiên mình biết có rất là nhiều bạn da dầu không hề thích cái cảm giác dầu trong sản phẩm. Nếu bạn muốn tập trung làm mờ đi vết thâm, củng cố giảm nếp nhăn và quan tâm đến vấn đề lão hóa thì chắc chắn em này sẽ vượt trội hơn.